Nhận định bóng đá Juventus với Fiorentina. 2:45 ngày 23 tháng 12, huấn luyện viên Cesare Prandelli từng dẫn dắt Andrea Pirlo ở đội tuyển Italia trong giai đoạn 2010-2014. Ngay từ thời đó, Prandelli đã nhận xét Pirlo có đủ phẩm chất để trở thành huấn luyện viên giỏi. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé! Pirlo làm tôi nhớ đến Gaetano Siria, nhà vô địch thế giới năm 1982, cựu thủ quân của Juve, PV. Họ giống nhau đến kỳ lạ. Khi Pirlo bước vào phòng thay đồ và cần nói điều gì đó, tất cả im phăng phắc để nghe cậu ấy nói. Người lãnh đạo không cần giới thiệu họ là lãnh đạo, những người khác sẽ nói dùm họ. Lúc ấy tôi đã nghĩ Pirlo sớm muộn cũng sẽ trở thành đồng nghiệp của tôi. Huấn luyện viên Prandelli đã nói về kỷ niệm với cậu học trò cũ khi Pirlo được BAN lãnh đạo Juve bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng. Khi còn chơi bóng ở vị trí tiền vệ, Prandelli từng có 6 năm phục vụ Juve. Ông ra đi sau khi chơi trận chung kết cúp C1 1984-85 mà lão phu nhân đã vô địch châu Âu lần đầu tiên, được nhớ đến sau này với thảm họa Heysel. Chính vì gắn bó với Juve lâu như vậy, Prandelli rất hiểu bầu không khí ở đội bóng này. Chiến thuật gia 63 tuổi cũng thừa hiểu rằng đội quân áo tím của ông lúc này chống lại Juve giống như trứng chọi đá vậy. Huấn luyện viên Pirlo từng trải qua những khó khăn nhất định trong giai đoạn đầu cầm quân ở Juve, đặc biệt một loạt kết quả kém như ý ở Serie A cũng như thất bại 0-2 trước Barcelona khiến ông bị giới quan sát đặt dấu hỏi lớn về tài năng. Huấn luyện viên Pirlo đã vượt qua những khó khăn, định kiến và sự nghi ngờ của dư luận một cách chậm rãi nhưng đầy tinh tế, tương tự phong cách của ông trong 22 năm chơi bóng chuyên nghiệp. Bây giờ, Juve Pirlo đã đi vào quỹ đạo, việc thắng 5/6 trận chính thức gần nhất giúp lão phu nhân bước vào vòng knockout Champions League với tư thế của đội đầu bảng, đồng thời cũng rút ngắn khoảng cách đáng kể với Milan và Inter trong cuộc đua Scudetto. Cộng thêm với sự tỏa sáng của Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo, Weston McKennie hay Juan Cruyff, Juve lại trở nên đáng sợ trong mắt của các địch thủ tại Serie A. Huấn luyện viên Prandelli có tài, nhưng ông chưa tìm thấy chiếc đũa thần để có thể nhanh chóng vực dậy một Fiorentina vốn quá rệu rã trong giai đoạn cuối gắn bó cùng người tiền nhiệm Giuseppe Chiellini. La Viola vẫn chưa thắng trong suốt 7 trận chính thức đầu từ khi huấn luyện viên Prandelli trở lại, hòa 4, thua 3. Hàng công Fiorentina là nỗi hổ thẹn khi họ không thể ghi quá một bàn trận trong suốt 9 trận chính thức gần nhất. Federico Chiesa sang Juve còn Franz Ribery thường xuyên chấn thương vì tuổi tác. Tiền đạo Dusan Vlahovic cũng không còn tỏa sáng khi thiếu sự hỗ trợ từ các vệ tình. So với hoàn cảnh của người thầy cũ Prandelli, huấn luyện viên Pirlo may mắn hơn nhiều. Trong tay huấn luyện viên Pirlo luôn có 5-6 cầu thủ sẵn sàng lao lên để lập công, chứ không phải có mỗi Ronaldo, Morata. Tất cả họ đều đã sẵn sàng cho màn bắn phá mảnh lưới của Fiorentina, làm quà Giáng sinh cho người trò giỏi của huấn luyện viên Prandelli năm xưa. Dự đoán 3-0.